Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay là một ngày đầu tuần vô cùng đẹp trời. Tại xưởng đồ gỗ Phạm Kính em đây thì hiện tại đang có 3 mẫu di lặc chúc phúc mới được thợ bên em hoàn thiện xong. Và 3 mẫu di lặc chúc phúc này thì được thợ bên em chế tác trên hai chất liệu gỗ, đó là gỗ cẩm vàng và gỗ hương đá. Chắc hẳn nếu anh chị em nào nhà mình đã từng chơi gỗ thì không còn xa lạ gì với dòng gỗ này. Còn nếu với những anh chị em nào nhà mình mà mới bắt đầu chơi gỗ thì chắc hẳn cái dòng gỗ này các bác nhà mình vẫn đang còn băn khoăn thắc mắc là không biết là cái chất gỗ nó có tốt ổn định hay không. Thì trước khi mà giới thiệu chi tiết từng tác phẩm thì em sẽ nói một chút ý nghĩa về cũng như một chút giá trị của cái dòng chất gỗ này. Như các anh chị em nhà mình thấy thì bên cạnh em đây đó là một ngài di lặc chúc phúc cẩm vàng. Thì với cái dòng gỗ cẩm vàng thì nhắc đến cẩm là nhắc đến vân đúng không ạ? Cẩm vàng là một cái dòng gỗ rất là ổn định. Và hơn nữa thì nó sẽ nổi bật bởi những cái đường vân gỗ tự nhiên các chị em mình nhá. Và cũng lâu lắm rồi thì bên em mới lựa chọn được một cái phôi gỗ mà có kích thước khủng như này, cũng như là lựa chọn được một cái phôi gỗ mà có những cái đường vân vô cùng độc đáo. Thì với một cái tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang đến cho các chị em nhà mình đây, đó là một cụ di lặc chúc phúc với kích thước khủng lên đến tận là 2m2 và đường kính là 70. Tại vì với mỗi một cái sản phẩm chúc phúc này thì bên em đều chế tác trên một cái phôi gỗ tròn các chị em nhà mình nhá. Và mẫu này thì đặc biệt là anh chị em nào nhà mình có không gian rộng thì các bác nhà mình kê thì thực sự rất là hoành tráng luôn ạ. Vì ngài cao đến tận 2m2 thì cần những anh chị em nhà mình có những cái sảnh lớn ấy ạ, thì các bác nhà mình sẽ đặt ngài vào thì nó sẽ phù hợp với không gian nhà mình hơn. Và với cái cụ này đây thì cũng được thợ bên em là chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay, bởi những cái đường nét thì rất là sắc sảo và tinh tế các chị em nhà mình nhá. Các bác có thể nhìn thấy từ diện mặt của ngài di lặc thì được thợ bên em khắc họa rất là tươi luôn ạ. Từ ánh mắt này hay là nụ cười của ngài các anh chị em nhà mình nhá, thì được thợ làm rất là kỹ càng đấy ạ. Và đặc biệt thì trên cái diện mặt này các anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy từ những cái đường vân ạ. Từ những cái đường vân thì hoàn toàn là tự nhiên. Và mẫu ngài di lặc chúc phúc vạn sự như ý này thì ở hai tay ngài chắp vào nhau, và ở dưới cái phần ngực ngài đây thì có một dòng chữ đó là vạn sự như ý, với ý mong muốn là chúc cho mọi điều tốt lành. Và ở dưới chân ngài thì các anh chị em nhà mình thấy ở phần đế này thì đó là một cái bao tiền rất là lớn các anh chị em nhà mình nhá. Bao tiền rất là lớn, và với cái phôi này anh chị em nào nhà mình quan tâm thì đừng bỏ lỡ một cái phôi tuyển chọn luôn ạ. Và tiếp theo thì sẽ giới thiệu các anh chị em nhà mình sang một cái tác phẩm di lặc chúc phúc gỗ hương đá. Vâng ạ, sang mẫu hương đá này thì thường là các anh chị em nhà mình thấy là những mẫu chúc phúc trên thị trường thì người thợ thường làm lên những cái chất liệu như là gỗ hương đỏ này hay là gỗ mun đuôi công đấy ạ. Nhưng mà so với cái dòng hương đá này thì thực sự cái giá trị của cái dòng hương đá này nó cũng không kém phần hương ta anh chị em mình nhá. Và với cái phôi gỗ này đây thì cũng là một cái phôi tuyển chọn bên em, những cái đường vân thì nó rất là đều nhau, và đặc biệt cái màu gỗ ạ, màu gỗ này thì anh chị em nhà mình có thể là bài trí trong không gian nhà mình rất là hài hòa với nội thất nhà mình. Và đặc biệt với một cái phôi này đây thì các bác nhà mình có thể nhìn thấy từ những cái đường hoa lu ạ, từ những cái đường hoa lu này rất là bắt mắt đúng không ạ. Nó chỉ điểm một chút thôi nhưng mà cũng tạo lên cái điểm nhấn cho cái tác phẩm nhá. Và mẫu này thì cũng giống cái mẫu đầu tiên, đó là một ngài di lặc chúc phúc hai tay chắp vào nhau, và ở trước ngực đây thì đó là một cái dòng chữ vạn sự như ý ạ. Những cái đồng tiền này thì bên em là cũng là đục liền, nhưng mà những cái dòng chữ này thì là bên em có gắn lên các chị em mình nhá. Có gắn vào mẫu này của em thì cũng được thợ chạm trổ rất là kỹ càng luôn, từ những cái viền áo này rất là mềm mại luôn các chị em mình nhá. Nhìn thì có vẻ rất là đơn giản nhưng mà người thợ cũng phải làm sao mà cho khéo léo để cho những cái tà áo này nó được mềm mại nhất ạ. Và với cái mẫu chúc phúc này của em thì cao là 2m và đường kính là 65, cũng khá là lớn ạ. Mẫu này thì anh chị em nhà mình có thể kê ở nhà riêng này hoặc là sảnh cơ quan khách sạn của gia đình mình nhá, rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình mã số 3. Sang mẫu mã số 3 này thì các anh chị em nhà mình nhìn vào thì có thấy là có điều gì đặc biệt không ạ? Vì đây là một cái phôi tuyển chọn của bên em cũng rất lâu rồi mới tìm được cái phôi gỗ nó ưng ý như này các bác nhà mình nhá. Một cái phôi gỗ mà thực sự là với những cái đường vân thì vô cùng là độc đáo luôn, nó nổi bật hẳn lên các chị em mình nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy từ diện mặt của ngài này, những cái đường vân chạy viền xung quanh và vân nó nổi hẳn lên những cái viền đen này, rất là tuyệt vời đúng không ạ. Và với mẫu này của em thì cao là 1m8 và rộng 63 và chiều sâu của sản phẩm là 50 ạ. Mẫu này thì anh chị em mình có thể là bày trí ở những cái không gian nhỏ hơn đấy ạ, nhỏ hơn. Và các bác cũng có thể là mua những cái sản phẩm này làm quà biếu, quà cung tiến này đấy ạ, rất là ý nghĩa luôn. Và với mẫu này thì bên em sẽ chạm trổ liền khối luôn nha chị em nhà mình nhá. Chạm trổ liền khối, và thường các bác nhà mình biết là khi mà trông những cái sản phẩm di lặc này trong nhà với một mong muốn ý nghĩa, đó là mang lại hạnh phúc tài lộc cho gia chủ mình, thì di lặc hay còn gọi là Phật cười đấy ạ. Khi mà các bác nhà mình sau những ngày làm việc mệt mỏi thôi mà về nhìn thấy ngài luôn
trên diện mặt lúc nào cũng rất là tươi này thì thực sự là mọi buồn phiền lo toan sẽ được xua tan hết nhá. Và trong ngày hôm nay thì bên em đã giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình ba mẫu di nặc chúc phúc với các kích thước khác nhau để anh chị em nhà mình có thể lựa chọn làm sao cho phù hợp với không gian nhà mình. Nếu anh chị em nhà mình yêu thích tác phẩm nào hoặc là các bác nhà mình muốn lựa chọn cái chất gỗ nào để làm sao cho phù hợp với cái không gian sống nhà mình thì các bác nhà mình hãy nhanh tay liên hệ qua hai số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể là tham khảo thêm nhé. Và kết thúc video thì các bác nhà mình cũng đừng quên là hãy cho em một nút like hay là những lượt chia sẻ, và anh chị em nào nhà mình mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ ấn vào nút quả chuông bên cạnh để có thể là theo dõi những cái sản phẩm, những cái video mới nhất của bên em nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em nhà mình ạ.